Ba Huy bị chỉ trích làm màu khi đề nghị mọi người đừng tặng hoa cho mình. Mới đây, Ba Huy đã đăng tải một status liên quan đến việc nhận được hoa tặng khi tham gia, tổ chức các sự kiện. Cụ thể, nam rapper bày tỏ ý muốn rằng bạn bè đồng nghiệp, người hâm mộ sẽ hạn chế mua bó hoa hoặc khung hoa lớn tặng mình khi tham gia sự kiện. Ba Huy cảm thấy việc để hoa tươi bị trích, sau đó lại héo dần héo mòn vì mình không thể ôm hết về nhà vừa lãng phí, lại vừa tội cho hoa tươi. Ba Huy khẳng định chỉ cần một cái ôm hay một lời thương yêu là đủ với mình. Nam rapper chia sẻ, với các sự kiện thường không chỉ mình em, sẽ có những partner, ekip làm việc cùng em và ai cũng xứng đáng được yêu quý như em, nên có mình em có hoa. Em thấy không đúng đâu ạ, mà mình mua hết hoa cho tất cả thì biết bao nhiêu hoa sẽ bị chết và bỏ lại nên đừng tặng hoa cho em nha. Yêu em thật nhiều là được. Em cảm ơn. Ngay sau đó, một số netizen bình luận cho rằng Ba Huy đang cố tình làm màu. Họ cho rằng nếu ai cũng nghĩ như Ba Huy thì sớm muộn gì những người nông dân trồng hoa để bán cũng nghèo. Anh khẳng định bản thân không cấm hay lên án việc trồng hoa, cũng không nói việc tặng hoa là không tốt. Mỗi người một quan điểm và đây là quan điểm của Ba Huy. Tránh mọi người nghĩ Ba Huy thích được tặng hoa và tốn nhiều tiền để tặng. Đó không phải gu của Huy. Ai không hiểu thì không cần phải hiểu. Trên thực tế, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Ba Huy bị chỉ trích làm màu. Làm quá vì quan điểm bảo vệ môi trường của mình. Khi nhận xét màn trình diễn Sơn Tinh Thủy Tinh của Ricky Star và RTE trong chương trình Rap Việt, nam rapper cũng từng liên hệ đến vấn đề bảo vệ môi trường và làm dấy lên làn sóng tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Ba Huy là một trong số những người tiên phong cho dòng nhạc rap ở miền Nam, vô cùng nổi tiếng trong giới underground, được nhiều thế hệ rap trẻ kính nể. Nhìn bề ngoài Ba Huy có vẻ cục xúc, ngông và lạnh lùng nhưng nội tâm bên trong anh lại là người rất bản lĩnh, sâu sắc và khá lầy lội. Nam rapper đã gặt hái được nhiều thành công trên con đường hoạt động âm nhạc của mình và lồng ghép nét văn hóa truyền thống Việt nhằm mang đến một chất riêng, đậm dấu ấn của Ba Huy. Sau mùa một của Rap Việt, Ba Huy đang là huấn luyện viên được săn đón bậc nhất vì tài thao lược xuất sắc và khả năng lầy lội đầy duyên dáng. Đáp lại sự mong mỏi đó, mới đây Ba Huy cho biết anh sẽ tiếp tục làm huấn luyện viên ở Rap Việt 2021 trên fanpage của mình. Lão đại làng rap tuyên bố, chốt, Ba Huy xác nhận tham gia Rap Việt mùa 2. Tuy nhiên, nam rapper cũng chia sẻ, anh sẽ không cố tạo ra quán quân bằng mọi giá, nhưng sẽ làm hết sức vì các thí sinh của mình. Trước khi Rap Việt mùa 1 khởi tranh, Ba Huy là huấn luyện viên bị đánh giá thấp nhất vì kỹ năng rap của anh không quá nổi bật. Tuy nhiên, trong cuộc thi, chủ nhân Hit Đêm Tản lại tỏ ra vô cùng mát tay trong việc nâng tầm thí sinh, biến từng con người bình thường trở thành những chiến binh tinh nhuệ. Do đó, phần trình diễn của các thí sinh đội Ba Huy luôn được giám khảo và các huấn luyện viên khác đánh giá cao. Đặc biệt, một trong những học trò của anh, Dây Chất còn xuất sắc giành ngôi quán quân của Rap Việt mùa 1. Sau cuộc thi, các thành viên của Ba Huy Team cũng được hưởng lợi từ người thầy của mình. Tại các sự kiện hay concert lớn nhỏ, Ba Huy đều dành cho những đứa em này vị trí khách mời đặc biệt. Ngoài ra, các rapper như F, JBM7 hay Lăng LD cũng thường được đài truyền hình ưu ái mời tham gia game show. Ngay sau tuyên bố trên, cộng đồng mạng đã không ngần ngại bày tỏ sự phấn khích tột độ. Có người tếu táo đùa rằng, xem nữ Rap Việt mất đi một danh hài, một cá nhân khác còn táo bạo hơn, không có Ba Huy, nghỉ coi Rap Việt. Ít ai biết rằng, Ba Huy còn là rapper Việt Nam đầu tiên có nhạc được đưa vào phim truyền hình Mỹ. Cụ thể, ekip bộ phim nổi tiếng Here and Now đã sử dụng bài rap làm thêm do anh và Esmo thực hiện làm ca khúc cho phim. Ngoài rap, Ba Huy cũng là một diễn viên triển vọng. Trong bộ phim Giòm, nam rapper khiến khán giả thích thú khi nhập vai cực chất thành một đại ca giang hồ đầy nhẫn tâm. Trước đó, vào năm 2014, Ba Huy còn vinh dự nhận giải nam diễn viên xuất sắc nhất cho vai nam chính mạnh trong bộ phim ngắn The Last Generation tại cuộc thi làm phim khoa học viễn tưởng có tên WDPRIZE.